Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận thức rõ ý nghĩa và mục đích của phong trào thi đua yêu nước đối với nhiệm vụ của đơn vị, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NPC trong 5 năm qua, giai đoạn 2011-2015 đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Trong 5 năm qua, công tác thi đua của EVN-NPC luôn luôn được chú trọng, quan tâm, củng cố và hoàn thiện. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên và kịp thời, chào mừng các sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm của ngành cũng như là của đất nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt công tác, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm điện, phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu, văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động. Từ những sáng kiến, tuy rằng nó không phải là lớn, nhưng đây là một vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm và làm sao để động viên cái tầng lớp lao động trực tiếp để họ phát huy những cái nhỏ nhất sáng kiến của mình để cùng chung tay gắn kết với đơn vị để nâng cao cái hiệu suất lao động. Có thể nói thông qua các phong trào thi đua 5 năm qua, cán bộ công nhân viên toàn EVN-NPC đã liên tục tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, các mục tiêu chính trị được giao, đạt mức tăng trưởng hàng năm từ hơn 11% đến gần 17%, đóng góp tích cực cho sự phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là cho sự phát triển toàn diện của tổng công ty. Phong trào công nhân phấn đấu đạt danh hiệu công nhân lao động giỏi, công nhân lao động giỏi tiêu biểu đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng đến tất cả công nhân lao động trong toàn tổng công ty. Được tổng công ty và công ty điện lực Bắc Cạn, điện lực Chợ Mới là cũng rất quan tâm và được vinh dự đến đây để báo cáo tham luận về thứ nhất là cá nhân mình rất là cố gắng nỗ lực vươn lên và hoàn cảnh tuy có khó khăn nhưng mà anh nuôi hai cháu là rất vất vả. Nhưng mà tôi cũng rất là cố gắng vươn lên và dạy các cháu là học giỏi, ngoan ngoãn. Năm vừa qua thì tôi có hai sáng kiến. Sáng kiến thứ nhất là dùng cái cốt pha tre để đúc cái móng cột ly tâm. Cái đặc thù của cái này là nó tiết kiệm được cái giá thành nó rẻ. Cái thứ hai nữa là cái tôi dựng cột cái to ngắn thôi nhưng mà tôi dựng được cột 20 mét kết hợp với tòi. Cái này nó tiết kiệm được nhân lực và nó cũng an toàn. Với nhiều thành tích đã đạt được tại Đại hội thi đua yêu nước 5 năm 2011-2015 và biểu dương công nhân lao động giỏi năm 2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc với sự tham gia của gần 600 đại biểu đại diện cho các tập thể cá nhân, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu giai đoạn 2011-2015 và công nhân lao động giỏi năm 2015. Bộ Công Thương đã trao tặng bằng khen cho 8 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc và 25 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao bằng khen cho 6 tập thể, 30 cá nhân. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tặng cờ thi đua cho 11 đơn vị. Công đoàn Điện lực Việt Nam trao giấy chứng nhận cho 26 công nhân lao động giỏi tiêu biểu. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm cái nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh của Miền Bắc với một cái lực lượng là công nhân lao động là trên 28.000 người. Cho nên là chúng tôi xác định là một trong cái nhiệm vụ trọng tâm ấy, để hoàn thành cái sản xuất kinh doanh thì đó là phải đẩy mạnh cái phong trào thi đua. Thế cho nên là thông qua các cái phong trào thi đua mà trong 5 năm qua chúng tôi làm và thông qua những cái đấy thì một cái nổi bật nhất là cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Và trong đó trong cái đại hội này của chúng tôi ấy, thì năm nay là với cái ngoài cái đại biểu mà những cái thi đua xuất sắc nhưng có cái gương mặt 210 công nhân lao động giỏi của toàn tổng công ty như vậy là đã tham dự cái đại hội này. Thế cho nên đây là một cái hướng về cơ sở và cái động viên công nhân viên chức lao động và hay nói cái khác là tôn vinh những người lao động trực tiếp. Để tiếp nối thành tích sản xuất của giai đoạn 5 năm vừa qua, trong giai đoạn tiếp theo, tập thể cán bộ công nhân viên của EVN-NPC sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện xuất sắc phong trào thi đua yêu nước gắn với các mục tiêu sản xuất kinh doanh và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, đảm bảo cung cấp điện an toàn với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.